thì từ khi mà xảy ra sự việc lên này thì gia đình em cũng đã nộp cùng nộp hai tháng tiền lãi, mà trong khi đó thì hai tháng tiền lãi thì cũng đã gần 10 triệu vay cả lãi tiền thương các thân cháu ăn học. Kính thưa quý vị, trước ống kính của chúng ta chính là chị gái của em Thái Thị Giang, là vợ của nạn nhân Cao Huy Thành đấy. Vâng ạ. Trong mấy ngày gần đây thì chính bản thân chỗ chị gái của Thái Thị Giang này, chính là chị Trung đúng không? Dạ. Đã liên lạc với Khánh rất là nhiều và mong muốn Khánh đến đây để ghi những khoảnh khắc, những cái truyền tải những cái sự khó khăn của gia đình nạn nhân Cao Huy Thành cùng với vợ là Thái Thị Giang, để giúp cho cộng đồng có thể hiểu hơn và cũng mong muốn được cộng đồng chia sẻ với gia đình về những cái khó khăn về mặt tài chính. Vâng, vậy thì để hiểu rõ hơn thì mời chị Giang có thể là chị Trung có thể là chia sẻ về cái hoàn cảnh của gia đình để cho mọi người chúng ta rõ được hơn. Thì nói to là em là bên ngoại mà nó sự thật là cũng em là chị đâu mà Giang, mà em cũng thương em gái, mà kiểu Giang thì sinh ra và lớn lên trong một gia đình hoàn cảnh cũng không may mắn như kiểu những các chị em phụ nữ khác. Bản thân em cũng là một người phụ nữ, nhưng mà Giang, đối với Giang thì cũng chịu nhau quá thiệt thôi. Vì khi Giang mới lên 5 tuổi thì mẹ đã bị bệnh tai biến, bố thì đi làm, thì làm thuê, nay đi dã thuê mà có bữa thì đi, bữa thì không ạ. Cũng đi làm thuê rồi đi xin đi vay lại quanh lang quanh chóng để nuôi 6 chị em cũng lớn lên trưởng thành, thì con gái lớn lên thì cha cũng gả chồng. Nhưng mà với điều kiện là kinh tế của chị em gia đình thì cũng khó khăn, không được ăn học đầy đủ như người ta, mà coi như là mẹ thì nay đau mai ốm, mẹ bị tai biến 20 năm nay rồi, mà coi như gì một mình cha, thì chị em thì lớn lên đều là coi là cứ tự mà đi mò cua bắt ốc về kiếm cái ăn hàng ngày. Coi như là con có học thì đứa thì học được có lớp 4, lớp 5 mà đã nghỉ rồi, chứ không được ăn học nhiều như con người ta. Nên bây giờ em lấy chồng thì quá con nó trẻ, mà bây giờ nhìn bốn đứa cháu thì còn nhỏ, mà bây giờ không hoàn cảnh thì lấy chồng thì cũng may mắn là hay là lấy được em Cao Huy Thanh, thì em là một người hiền lành, thật thà, siêng năng, biết sống với nội với ngoại, mà ai kể cả bạn bè trong xóm thì ai cũng thương quý mến em. Nhưng mà coi như là hoàn cảnh là gia đình là biển mấy năm nay mất mua, thì em đi làm thuê thì giã thuê thì một tháng được 6 triệu đồng, mà coi như là thời đại bây giờ thì công nghệ thì cao, mà lại nay công gì việc nọ thì nhiều, mà coi là 6 miệng ăn mà một tháng 6 triệu thì cũng không đủ để chi phí cho các cháu ăn học, nên bắt buộc em phải vay mượn, mà vay mượn để coi như là đi kiếm cái tương lai cho các cháu. Nhưng mà không may thì em đã ra đi, nó thích là em ra đi để lại một vợ trẻ và bốn đứa con thơ. Những bình thường như kiểu là trời nắng thì đang còn đỡ, chứ như kiểu khi mưa gió ốm đau thì nó thật là nhà em nghĩ đến cảnh các cháu ốm đau là nhà em không thể chịu được. Cái khi vay mượn thì nói chung là kiểu anh em bên ngoại thì đói là cũng chẳng có để cho vay, nên là em phải tự lấp cánh xin cả, em vay nợ lãi ngoài, nợ lãi ngân hàng. Chứ con là coi như là bên ngoại thì chẳng có chi, nhưng mà nhà em vẫn hỗ trợ như kiểu là coi như là bình thường thì có mắn rau thì cho em mắn rau, hay có con cá thì cho em con cá. Thì bây giờ em là chị gái, em đứng lên em xin các nhà hảo tâm và những doanh nghiệp tư nhân và cộng đồng tất cả trong nước cũng như ngoài nước, thì nếu có thì nói chung là có nhiều thì ta giúp nhiều, có ít ta giúp ít. Dù là một con cá hay một mắn rau hay là một lời hỏi thăm, nhà em vẫn chân thành cảm ơn ạ. Em là em dâu của anh Huy hả? Anh Thành. Em dâu của anh Cao Huy Thanh ạ. Thế là em về đây làm dâu được không chưa? Em về đây làm dâu được 10 năm rồi ạ. 10 năm á? Dạ. Thế thì bây giờ vợ chồng em thì đang làm gì? Dạ, đang đi biển anh ạ. Đi biển á? Dạ. Thế thì khi mà đứng trước cái sự cố mà anh Thành như thế, bây giờ có các cháu như thế, bốn đứa cháu mà một mình em Thái phải gánh vác cả, thì vợ chồng em là có cái kế hoạch gì để hỗ trợ cho các cháu trước? Dạ, thưa anh, là bây giờ gia đình nhà em thì cũng hoàn cảnh cũng khó khăn, nói chung là công lượng cũng nhiều, nói chung bây giờ nhìn bố bác với là bốn đứa cháu thì em cũng giúp đỡ như kiểu chạy lên chạy xuống rồi
cho bác 10 triệu gì đó để bác trả công đã nợ thôi. Chứ giờ nhà em do thất với các bác, các anh thì giờ nhà em cũng đang còn nợ ở trong ngân hàng cũng nhiều. Vì thì nghe biển mấy năm nay cũng chẳng ăn thua anh ạ. Mình giờ cũng chạy lên chạy xuống rồi có con cá còn mắm thì cho cháu với là một cháu yên gạo để cháu ăn thôi. Chứ giờ thì chẳng ai có cả. Gia đình cũng khó khăn. Về cũng đưa cháu ăn học thì giờ nhà em cũng hỗ trợ cho các cháu như kiểu đi học thì hay nghỉ xin cho các cháu được bao năm học được bạn đứa nhỏ 3 tuổi thì sang năm xin cho đi học cho mẹ có giúp được việc gì thì làm thêm được cái bên nuôi đủ trang trải 4 đứa. Ba thì giờ cũng ra. Cả nhà chỉ giờ con có mình ba năm nay 66 tuổi rồi. Bây giờ ba cũng chẳng biết làm gì, lâu lâu ra ngoài sông đi mót đồ con ốc còn tôm về bán cho cháu. Đề nghề biển mấy năm nay kinh tế cũng khó khăn thì em cũng chẳng biết làm răng nên là ba năm nay nghề biển khó khăn nên anh Cao Huy Thanh này với ông ở nhà thì làm thuê ông đủ trang trải cho 6 miệng ăn trong nhà nên là cũng vay mượn để đi nước ngoài nhỉ. Không may anh sang đến Đức thì làm ở bên không ăn thua. Rồi một tháng thì làm có vài và chiếc đồ không đủ để nuôi. Bây giờ anh mấy anh bạn cũng anh với anh Cao Tiên Dũng là cũng rủ nhau đi sang anh mà không may đi vô cái chuyến xe định mệnh đó thì giờ cả gia đình cũng đau lòng. Thì từ khi mà xảy ra sự việc lên này thì gia đình em cũng đã nộp cùng nộp 2 tháng tiền lãi mà trong khi đó thì 2 tháng tiền lãi thì cũng đã gần 10 triệu. Vậy cả lãi tình thương thì thật. Cộng tác với các cháu ăn học. Nên là đóng tiền lãi các khoản nhà em vay tình thương cũng tìm ở tín dụng tìm của chi nhánh Diễn Châu của chị em phụ nữ và cũng vay tổ phụ nữ của xóm nữa nên là cũng âm vô với là trước khi anh đi thì nhà em cũng mới vay ngân hàng có 8,5 thôi em cũng vay bên ngoài của anh em và bạn bè thì số tiền đó thì em cũng trả được ít như với là em cũng tăng tải để là việc hậu sự cho anh nữa thì số tiền nó cũng chẳng có được bao nhiêu. Tức là vừa rồi là mình đã nhận được khoản hỗ trợ 72 triệu của ấy rồi, nhưng mà cũng chỉ để đủ để lo những cái việc bên ngoài nhưng chưa đi trả nợ ngân hàng được mà. Thank you.